Hãy dừng lại, bạn hãy xem những dãy số sim của bạn đang có những tổ hợp này hay không nhé. Đó là những tổ hợp dễ mắc bệnh trầm cảm, stress nặng và đặc biệt luôn có những tâm trạng u sầu, dùng lâu thì sẽ có khuynh hướng tự sát. Đó là những tổ hợp sao 106, 601, 407, 704, 308, 803, 209 và 902. Vì đây chính là hung tinh lục sát, mà lục sát lại thêm con số 0 thì nó mang đến hung họa, tai ương, nội tâm thì yếu đuối hay bi lụy và cảm thấy luôn cô độc. Như vậy những anh chị nào đang có những số sim mà mang tổ hợp số trên, hãy nghiệm xem Đào nói có đúng hay không nhé, và hãy để lại bình luận bên dưới để cùng Đào giải đáp những thắc mắc này nhé. Số ẩn sau nó là kinh dịch bát quái, năng lượng vũ trụ, quy luật tự nhiên. Bởi vậy mỗi người chúng ta đều có năng lượng cát hung, trong đó phải kể đến số sim hàng ngày chúng ta đang xài, vì nó tác động lên chúng ta. Nó nắm giữ 33% yếu tố phong thủy thành công hay thất bại trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Các anh chị hãy chiêm nghiệm xem đúng hay không nhé, và hãy comment phía bên dưới hay hãy liên hệ trực tiếp với Đào ở trang hồ sơ nhé.